Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu chủ vị và các bạn một lô mai đây quý vị ơi. Đợt này để đẹp đẹp không nào quý vị ơi. Chào Trúc Yên. Xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh mặt hàng đó là mai giảo Tân Châu nha mấy anh chị nha. Và nhắc tới giảo Tân Châu là mấy anh chị sẽ nhớ ngay em nói duyên về dáng nè, dáng lắc lượng, trắng lông ha cả nhà ha. Và chi cành đều nha cô chú anh chị ơi. Và mặt hai khỏi phải chê rồi, màu vàng đậm rất là đẹp luôn nha cả nhà ha. Và với là hoa chùm nha cả nhà ơi. Và hình thức của bên em á, giá công khai trên clip là giá đã bao ship luôn nha. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. Và số hotline là 0939779318, đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô mai giảo Tân Châu cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn ạ. Không những có mai lớn, bên em còn có mai mini nữa nha mấy anh chị nha. Mấy anh chị xem giúp em là những chậu mai mini đây cả nhà ơi. Đây là giảo Tân Châu mini thuần chậu tầm 1 năm hơn rồi nha cả nhà ha. Được chỉnh sửa từ nhỏ như thế này nè cả nhà ơi. Rồi chiều cao nó tầm 40 tới 60, tán ngang thì tầm 40 tới 60. Và cái hoành thì cỡ ngón trỏ em nha. Có thể là trên dưới ngón trỏ em là tùy cây nha cả nhà ơi. Đây cả nhà xem giúp em ha. Đó, nói chung là tùy cây nha cả nhà. Đó, đem xoay lại cho mấy chị xem dễ. Đó, tùy cây nha cả nhà. Đó, được chỉnh sửa từ nhỏ như thế này nha mấy chị nha. Rất là công phu ha mấy chị ơi. Một chậu như thế này là 200 ngàn một chậu. Em bao ship toàn quốc nha. Một chậu em cũng ship và số lượng nhiều em cũng có nha cả nhà. Rồi, tiếp theo mã 204 nha mấy chị ơi. Rồi, đầu clip hôm nay. Rồi, chiều cao 90, tán ngang 70, hoành 12, đường kính bầu 36 nha cả nhà. Đây, mấy cả nhà xem. Rồi, xem đế trước đi quý vị. Để nó đây. Rồi, thân cành luôn. Thân bẻ lắc tại cành theo đường thân, ok quá đây rồi quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này là mã 204 nha mấy anh chị ơi. Em giao lưu giá 700 ngàn, em bao ship nha. Rồi, xuống cây, 700. Rồi, tiếp theo. Cái mã này là mã 205. Chiều cao tầm 1m, tán ngang 85, 15 hoành, đường kính bầu 34. Để đây quý vị. Đặt xuống bộ ở trên đây. Đó. Kính bầu ha. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này là cái mã 205. Em giao lưu giá 900, em bao ship nha cả nhà. Rồi, 900 để đặt kẹo. Tiếp theo mã 206. Chiều cao tầm 1m35, tán ngang 90, 17 hoành nha cả nhà, đường kính bầu 43. Cụ đế quý vị ơi. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này là mã 206, em giao lưu giá là 850, em bao ship nha. Rồi, 850. Rồi, tiếp theo mã 207 à. Rồi, 207. Cao tầm 1m15, tán ngang 85, 17 hoành, đường kính bầu 39 nha cô chú. Rồi, anh chị. Xe xe luôn. Nghe kỹ những gì thân cành nha. Rồi, để đây quý vị. Khá để ha. Để quá nè. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này là cái mã 207, em giao lưu giá 700 nha cả nhà. Rồi, 700. Rồi, tiếp theo. Mã 208. Chiều cao 1m15, tán ngang 85, hoành 16, đường kính bao 40. Rồi, xe xe luôn. Tay cành lực luôn nè. Đế chứ cũng khá đế lắm nha quý vị. Đây, từ qua đây. Đó. Cành lực ha.
Rồi, giá lưu nhiêu em? Rai mã này mã 208, em giao lưu giá là 850, em bao ship mình luôn cả nhà. Rồi, 850. Rai tiếp theo mã 209 ạ. Rồi, 209 đây. Chiều cao 1m1, tán ngang 85, 16 hoành, đường kính bầu 40. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Cành rải đều luôn nè, phân bố đều ha. Này đế bàn quý vị, xe đặt bầu trơn nè. Đó, đặt cái trơn này ha. Rồi, giao lưu như đêm. Rai mã 209, em giao lưu giá 800, em bao ship rồi, nha. 800. Rai tiếp theo mã 210. Chiều cao tầm 1m1, tán ngang 80. Rai 15 hoành và đường kính bầu 38 nha cả nhà. Vậy ngắm nghĩa kỹ cụ đế ha. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 210, em giao lưu giá 800 nha cả nhà. Rồi, 800. Rồi, tiếp theo mã 211. Chiều cao tầm 1m1, tán ngang 85, 16 hoành, đường kính bầu 39. Rồi, cụ đế luôn. Rồi, lên thân cành nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 211, em giao lưu giá 850 nha cả nhà. Rồi, 850. Rồi, tiếp theo mã 212. Rồi, 212. Chiều cao tầm 1m2, tán ngang 75 nha cả nhà. Rồi, 14 hoành, đường kính bầu 40 nha cả nhà. Rồi, để đây. Rồi, thân cành luôn quý vị. Cành bự bự không ha, cành to lực ha. Rồi, giao lưu như em. Rồi, cái mã này là cái mã 212, em giao lưu giá là 1 triệu, em bao ship nha. Rồi, 1 triệu. Rồi, tiếp theo mã 213. Chiều cao tầm 90, tán ngang 60, hoành 13, đường kính bầu 30. Rồi, thân cành quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã này mã 213, giao lưu giá 550, em bao ship nha cả nhà. Rồi, 550. Rồi, tiếp theo mã 214. Chiều cao 1m3, tán ngang 80, 16 hoành, đường kính bầu 45. Để khá quá đây. Kỹ cụ đế quá vậy. Khá đế quá ha. Rồi, thân cành luôn quý vị. Cành đều luôn nè. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này là cái mã 214, em giao lưu giá 950 nha cả nhà. Rồi, 950. Tiếp theo mã 215. Chiều cao 1m05, tán ngang 70 nha mấy anh chị. Hoành 14, đường kính bầu 36. Rồi, để đây. Đặt qua đây. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giá lúc nhiêu đêm? Rồi, mã 215, giá 650 nha cả nhà. Rồi, 650. Rồi, tiếp theo mã 216.
chiều cao tầm 1m1, tán ngang 80, 15 hoành, đường kính bào 37. Rồi, xe xe luôn. Tàn xe đẹp đây quý vị. Rồi, xuống đế ha. Đế cũng khá đế quá nè quý vị. Đó. Rồi, giá lưu nhiêu đây em? Rồi, mã này là cái mã 216, giao lưu giá 800 nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Mã đó mã 216 hả? Rồi, tiếp theo sử dụng con cái mã nè. Mã này mã 217 nha mấy anh chị ơi. Chiều cao tầm 1m05, tán ngang 65, 18 hoành, đường kính bầu 35. Rồi, để ra luôn quý vị. Khá ha, chiều cũng đều trên bốn mặt đủ hết trơn quý vị. Thân cành cũng được mình con rút vô ngắn ha, nó bung ra nó kín lại quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã 217 giao lưu giá 800 nha cả nhà. Rồi, 800. Tiếp theo mã 218, chiều cao 1m15, tán ngang 85, hoành 15, đường kính bầu 37. Đế này một cục này, đây đây à, khối đế ha, gươm dòng nữa đây, nhìn không biết kỹ cái cục đế này ha. Rồi, thẳng cành luôn quý vị. Cành xòe đẹp ha, đế thì dưới này quý vị đã thấy rồi đó. Nó gom cục chản cống như luôn ha. Rồi, giao lưu như đây em. Rồi, mã này mã 218, em giao lưu giá 850 nha. Rồi, 850. Tiếp theo mã 219, chiều cao 1m1, tán ngang 70, 15 hoành, đường kính bầu 40. Rồi, để luôn. Rồi, thân cành luôn quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã này mã 219, em giao lưu giá là 750 nha cả nhà. Rồi, 750. Tiếp theo mã 220. Rồi, 20. Chiều cao 95, tán ngang 70. Rồi, 16 hoành hai mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 37 nha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã này mã 220 nha cả nhà ơi, em giao lưu giá 700 ngàn, em bao ship nha. Rồi, 700. Rồi, tiếp theo mã 221, cao tầm 1m2, tán ngang 85, 16 hoành, đường kính bầu 41 nha mấy anh chị. Cái cành cũng đặt cái trên không vậy? Đặt cái nè. Rồi, co với đế quý vị ơi. Đây cũng khá đế ha. Ờ, đặt ở trong đây trên, giống như mai nó được thuần chậu hay là gì đó ha. Giống quá ha. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã này mã 221, em giao lưu giá là 1 triệu nha cả nhà. Rồi, 1 triệu. Tiếp theo mã 222. Rồi, 222 luôn. Chiều cao 1m25, tán ngang 95, hoành 18 nha mấy anh chị, và đường kính bầu 38. Tàn xòe quá vậy. Cụ đế ha. Cụ cũng bự đế cũng khá nè ha. Tàn xòe đẹp nè. Lắc lắc lượng lượng lên tới đỉnh luôn ha.
Rồi, Zalo như đây. Rồi, mã 222 em Zalo giá 900 nha cả nhà. Rồi, số ok, 900. Tiếp theo, mã 223. Chiều cao 85. Tán ngang 75. 17 quành, đường kính bào 38. Rồi, xe luôn. Đây, thân cành đây quý vị. Nghe kỹ ha, mình rà xuống nha. Cành đặt hết trơn ha. Để em nói đây. Khá đế quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, mã này là cái mã 223, em giao lưu giá là 800, em bao ship nha cả nhà ơi. 800. Rồi, tiếp theo mã 224 nha mấy anh chị. Chiều cao 1m2. Tán ngang 85. 16 hoành, đường kính bào 37 nha mấy anh chị. Rồi, xe xoay luôn. Nó thằng lắc ha. Đây, dựng miếng trên xuống nha. Chúng đế nha quý vị. Đó, cành này thân xem rất là kỹ ha. Đế dưới lạ lạ nè. Học tiêu đặt mình dưới trên này quý vị nè ha. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, mã này mã 224 em giao lưu giá 850 nha cả nhà. Rồi, 850. Rồi, tiếp theo mã 225. Cao tầm 1m. Tán ngang 85. 15 hoành nha cả nhà và đường kính bào 37 nha. Đó, tàn con xòe đẹp đây quý vị. Đế dưới con xòe đẹp lắm nè. Để đây. Rồi, xe luôn. Đó. Để trải cũng đều luôn ha. Thay cành cái xe đẹp nè. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã này là mã 225, em giao lưu giá là 800.000, em bao ship nha. Rồi, 800. Rồi, tiếp theo mã 226. Chiều cao tầm 1m05. Tán ngang 75. Quanh 16 nha mấy chị ơi, và đường kính bầu 36 nha. Có hai cái khoanh dưới đây ha. Đó. Hai khoanh. Rồi, bung lên đây quý vị, giống như lò xo vậy, nó bung lên nè. Đó. Tay cành xe đều lên ha. Rồi, giá luôn như đêm. Rồi, mã này mã 226 giá 800 nha cả nhà. Rồi, 800. Rồi, tiếp theo 227 nha mấy anh chị ơi. 227. Rồi, chiều cao tầm 1m1. Tán ngang 85. Cái hoành này đo tút trên đây luôn. Rồi, đo bỏ dòng máy luôn. Đúng rồi. Hoành 14 nha mấy anh chị, và đường kính bầu 39 nè. Nguyên dòng chữ O này đo bỏ dòng máy luôn. Rồi, thân cành lực không nói vậy nè. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã 227 giao lưu giá 950 nha mấy anh chị ơi. Rồi, 950. Rồi, tiếp theo 228. 228 đây. Cao 90. Tán ngang 75. 15 hoành nha cả nhà, đường kính bầu 40. Rồi, xe luôn. Nghĩ kỹ như vậy. Cò nè. Rồi, thân cành đây. Đó, cành đặc quá đây. Nhỏ nhỏ mà ta cành đẹp, đẹp quá không vậy. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã này mã 228, em giao lưu giá là 900 nha cả nhà. Rồi, 900. Rồi, tiếp theo mã 229 nha mấy anh chị ơi. 229. Chiều cao 1m15. Tán ngang 90. 15 hoành, đường kính bầu 39. Rồi, xe luôn. Đó, tay cành đặt hết trơn quý vị. Quay đặt máy rất là lâu, quý vị xem kỹ ha. Rồi, xuống dưới đây.
À, cho ăn vòng nữa đi em. Rồi, giao lưu như đây. Rai mã 229 giao lưu giá 900 nha cả nhà. Rồi, 900. Rai tiếp theo 230 nha mấy anh chị ơi. 230. Chiều cao 80. Rồi, tán ngang 70. Quanh 16 nha, đường kính bầu 36 luôn. Rồi, xe xe luôn. Cành xe đẹp quá quý vị. Cái này nhỏ nhỏ gọn gọn mà tàn đẹp ha. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này là mã 230, em giao lưu mã này giá 900, em bao ship nha. Rồi, 900. Rồi, tiếp theo mã 231. Chiều cao 75. Tán ngang 75. 16 hoành, đường kính bầu 40 nha cả nhà. Rồi, xe xe luôn. Thân cành đây quý vị. Để luôn, để đặt luôn à quý vị ơi. Cầm nữa đi em. Đó, đặt để luôn ha. Tay cành lực lực không à. Nhỏ nhỏ mà cũng đẹp nè. Gọn gọn ha, giao lưu nha em. Rai mã 231 em giao lưu giá là 850, em bao ship nha. Rồi mã này là mã cuối clip của bên em và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh mặt hàng may giả Tân Châu. Rất mong anh chị yêu mến shop, ủng hộ shop và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ. À.